Chào mọi người nha, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Thì không biết mỗi buổi sáng của mọi người thì như thế nào, nhưng mà mỗi buổi sáng của em là sau khi làm công việc nhà xong, bước thứ hai là em sẽ thoa một lớp kem body lục tảo này của nhà em. Cái công dụng của em body lục tảo này là sẽ giúp cho da mình dưỡng da nè, mịn da nè, và đặc biệt là nó sẽ chống nắng cho mình luôn. Khi mà ban ngày mấy chị thoa một lớp này nó sẽ chống nắng cho mấy chị nha. Thì đây là cái chất kem bên trong. Chất kem bên trong này, những cái phân tử nước bên trong của cái kem này nè, nó sẽ khi mà mình bôi lên da nó sẽ làm cho da mình nó mát lạnh luôn và nó dưỡng ẩm cho da mình nha. Thì chất kem bên nhà em á, cam kết với mấy chị luôn, thoa đến đâu là nó sẽ thẩm thấu vào da mình tới đó nha, không có để lại vết dích nè, không có lộ vân kem luôn nè. Khi mà chị em mình đi chơi hoặc là đi tiện, mình viện những cái chân váy ngắn á, thì mình thoa một cái lớp này nó sẽ làm một lỗ bút cúc trên da của mình nè. Đây, và nó nâng tông da của mình lên, nó làm cho da mình đều màu và trắng hồng nha mấy chị nha. Thì chị em mình ai mà chưa có thử trải nghiệm cái dòng kem này, chị em mình ai muốn trải nghiệm dòng kem này bên nhà em thì cứ kết bạn Zalo hoặc là inbox qua cho em thì em sẽ tư vấn cho mấy chị nha. Cam kết với mấy chị là giá học sinh nha. Còn mẹ bỉm sữa hay là những em học sinh sinh viên nào mà muốn kinh doanh online vốn